Xin kính chào anh em đã đến với kênh YouTube của Vinh Thành Audio. Và hôm nay em xin giới thiệu về một đôi loa cột của hãng Pinaco. Thì nó sẽ có model là Pinaco Classic Gold. Thì đây là một cái đôi loa cột được thiết kế, chế tạo và sản xuất tại Mỹ luôn. Và với đôi loa này thì nó sẽ có thiết kế là hai loa bass 20cm và một cái loa chép, cái mũi bằng kim loại màu vàng gold, nhìn rất là sang trọng và rất là đẹp. Và với cái đôi loa này thì nó sẽ có một cái kích thước rất là khủng, với cái chiều cao của nó lên tới là 960mm và chiều ngang là 250mm và hậu cực sâu luôn là 386mm, và đặc biệt là trọng lượng của nó lên tới là 26,3kg một loa. Về cái thông số của nó thì công suất của nó thông thường là 150W và công suất đỉnh maximum của nó lên tới là 400W, trở kháng là 8 ohm. Và với cái đôi loa này thì nó sẽ có một cái độ nhạy là cực cao, lên tới là 95 decibel, do đó nó rất là dễ ghép âm đi, và đặc biệt là nó có khả năng để chơi được những cái dòng âm đi đèn cần những cái đôi loa độ nhạy cao. Thì chiếc loa Pinaco này của Mỹ thì nó sẽ vẫn đáp ứng được những cái âm đi đèn đó và rất là dễ ghép âm đi nha anh em. Và với cái đôi loa Pinaco này thì nó sẽ có một điểm rất là đặc biệt, đó là cái lỗ thoát hơi của nó đã được thiết kế là 3 lỗ thoát hơi. Đây là một cái thiết kế độc quyền của hãng Pinaco. Thì nó sẽ có là 3 cái ống thoát hơi, đặc biệt là nó sẽ đi đường xéo, xéo dọc theo cái chiều thẳng đứng của lo. Như vậy là nó sẽ có cái độ dài dài hơn cái chiều sâu của lo. Thì chút nữa em sẽ quay phía sau cho anh em xem về cái đặc điểm của cái lỗ thoát hơi, và đặc biệt là nó đã đi thiết kế là 3 lỗ thoát hơi nên tiếng của nó rất là thoát. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt của cái dòng loa Pinaco này. Và đặc biệt nữa là nó đã thiết kế là cái cầu loa, một cầu loa chép và một cầu loa bass, và thiết kế là mạ vàng, nhìn rất là đẳng cấp nha. Rồi bây giờ em sẽ test một đoạn âm thanh để anh em có thể thưởng thức về chất âm của đôi loa Pinaco của Mỹ nha. Chép sáng nha anh em. Và đây là chiếc loa bên trái nha anh em, góc cạnh cũng còn khá là đẹp nha. Và chiếc lưới của nó đây, thứ còn liên lạc hết nha. Các tuyến loa còn rất là đẹp. Đây là cái chép, cái mũi kim loại, mũi vàng nha. Hai loa bass 20cm. Sẽ thấy là cái hậu của nó cực sâu luôn ha, gần 4 tấc nha. Và cái là cái phía sau của nó là cái nhãn của nó đây, Pinaco Classic Gold Tower, thiết kế và sản xuất tại Mỹ luôn, của ta. Đây là một cái điểm rất độc đáo của cái đôi loa này. Thì anh em sẽ thấy là cái lỗ thông hơi nó sẽ dọc theo xéo nha. Nó sẽ có bố trí xéo. Và như vậy thì nó sẽ có cái chiều dài, nó sẽ dài hơn là cái những cái lỗ thông hơi theo chiều ngang nha.
Đây là cái chính là đặc điểm mà cái đôi lo này thì nó sẽ cho cái tiếng trầm trầm và nó mềm mại hơn nha. Thiết kế ba lỗ thông hơi, thiết kế cặp loa BY, cầu trên là cầu chép và cầu dưới là subwoofer. Đây là chiếc loa bên trái nha, khá đẹp hết nha. Và đây là chiếc loa bên phải nha, góc cạnh còn rất là đẹp, cái lưới cũng đẹp hết luôn. Đây là bình thường. Đây là số series của nó nha, 73120, cả hai chiếc là cùng một cặp nha nè. Đây là chung series hết nha, lỗ trái và lỗ phải chung series. Ba lỗ thông hơi rất là độc đáo ở cái đôi lỗ này nha. Đây là ruột gan bên trong cặp loa nha nè, cực khủng luôn, khá là to nha. Và đây là cái củ loa chép nha. Củ loa bass khá là to nha. Ba cái lỗ thoát hơi rất là độc đáo nha. Cái bao phân tầng ngập thuốc ở phía dưới đáy của thùng nha. Và đây là thông số kỹ thuật của cặp loa Pinnacle Classic Gold. Dòng loa này được sản xuất tại Mỹ luôn. Và những cái đầu kết nối loa thì được thiết kế là dạng BY và mạ vàng. Hệ thống loa hai quay với thiết kế công suất thông thường của loa là 150W và công suất maximum của nó lên tới là 400W, trở kháng là 8 ohm. Độ nhạy cực cao 95 decibel nên với cái dòng loa này rất là dễ dàng ghép với những cái dòng âm đi đen. Nó sẽ bao gồm là một cái loa chép mũi vàng, vòm vàng 25mm và hai cái loa bass là 203mm. Với cái kích thước của nó là chiều cao lên tới là 960mm và chiều ngang là 250mm, và đặc biệt là cái dòng này hậu cực sâu luôn, 386mm, và trọng lượng của nó lên tới là 26,3kg một thùng. Trọng lượng khá là nặng. Và với lo Pinnacle USA này thì anh em có thể bài trí trong phòng khách khá là đẹp, với cái kích thước của nó khá cao và rất là to. Và với cái đôi lo này thì anh em có thể nghe nhạc và karaoke khá là hay nha, với cái công suất lên tới là 400W. Và với đôi lo Pinnacle USA này thì em sẽ bán với giá là 7.600.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Thì xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Nếu như anh em yêu quý mà chưa đăng ký thì vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và chào tạm biệt.